sư cô tới chứ không chị. Chào cô. Dạ, con 15m mà, thì nãy sư cô gọi nhưng gọi mà con mà Duy Minh trước bốn cuộc không được, cô kêu qua chú Tiểu Khang. Dạ. Nó nói để nó kêu giùm mô Phật. Dạ. Rồi cái cô kiếm con không được. Kiếm con không được nhưng mà nãy sư cô cũng kiếm con được rồi. Ôi. Chào cô. Con chào sư. Tại sao kêu bốn cuộc không được? Con đợi không nổi, con đợi cái chế độ lạc con nữa. Chế độ im lặng. Ở đây phụ kinh vô, em cầm đây. Liên lạc từ tối hôm qua mà sáng giờ cô dặn rồi. Cô cũng liên lạc con nữa. Mai mốt con không thèm liên lạc với con nữa. Vậy cô sẽ liên lạc với ai cô? Con liên lạc với phòng số 1 đi. Phòng số 1. Tại vì con có Duy Tâm Bảo ha. Dạ. 15 ếch là thân cận nhất với nó đi sớm. Dạ. Mà kiếm nó không được. Con đi chạy lắm. Chứ nếu kiếm nó được con khỏi có thèm kêu với mình. Đúng rồi. Kêu bốn cuộc luôn. Chết rồi. Con phải đẩy cái đầu rung cho nên là bây giờ Duy Minh xin lỗi con. Con xin lỗi cô nghe cô, tại vì con để chế độ cô. Dạ. Minh này cô điện 4 năm cột cô không được. Dạ. Sáng cô vô nghe. Anh em đoàn kết vui vẻ là cô yên tâm không có gì. Dạ. Cô hoàn thiện quá hả bà con mình ạ. Tối anh chế độ cô. Nhưng mà hơi bù. Bí đỏ nè. Buồn tí xíu thôi. Sao hôm nay sương mua bí đỏ? Bí đỏ rồi sao? Chị mua lộn bí đỏ rồi. Không, chị để đây cũng được. Chị móc. Chị móc. Thôi, sao nó hay gẹo tôi quá. Trời ơi. Sơn. Ủa, cái trái cạm gì bự vậy? Trái bự. Trái bự. Ờ, con nhìn nhầm. Trời ơi. Hai lần nhầm. Trái lụ. Vậy là cố tình, hai lần nhầm là cố tình. Đưa đem lát cô bỏ này vô, cô khỏi mang. Cái này nhang mình đem vô ha. Yeah, quay đây nè, chỉ bữa nay là cô không biết cúng cái gì đi ha. Cô kêu hỏi có muỗng với đũa không? Nó có cái dĩa sắp bánh cam ra. Dạ. Bàn thờ giùm cô đi. Dạ, lấy cái dĩa nhỏ thôi chị. Sắp bánh cam cúng bàn thờ. Dạ. Cô bởi giờ cô khỏe chưa cô? Uống thuốc vô cô khỏe. Quên hỏi cô ha, có người hỏi cô khỏe mà người già. Nghe cô khỏe là quên đũa muỗng. Bây giờ mình bỏ. Dạ, đó con chuẩn bị cho cô sẵn đó. Quên. Dạ. Đi mua đồ mà bữa nay cô mua bên Thiện Tâm. Dạ. Không có về Dân Long thành ra không có bông bánh bao. Bông bánh bao. Đi về Dân Long là luôn luôn có bông bánh bao. Dạ. Sư ơi, nay mình ở chùa nào sư? Chùa cô là Thiện Hữu, chùa Thiện Hữu. Chùa Thiện Hữu. Thì ở Sườn Nhân Hòa, còn Dân Long là chùa Bổn Sứ của sư phụ. Chùa Thiện Hữu là ở đâu cô? Bến Gỗ. Ở Bến Gỗ. Sườn Nhân Hòa. Sườn Hòa, áp Bến Gỗ thôi sư phụ. Thảo ơi. Sườn An Hòa. Cái đó là mắm niêm á. Mắm niêm chai. Mắm niêm chai. Phân hoa chứ nhiều lắm. Phân đâu làm hai. Phân để lát mấy mẫu đủ cô á thì cũ em. Nhiều hộp lắm ta. Cái này cái đậu xào rồi, tôi để đây. Còn canh ở đây đó. Mắm nêm. Cái này mắm nêm. Mắm nêm mà anh. Nè cái này là canh nấu khoa. Không muốn. Cái này tôm. Nè nè cái này mới là đậu xào nè. Ờ đậu xào nè. Hai cái này là đậu xào. Canh nấu khoa. Phân cái này cũng này đậu kho. Trời ơi, bữa nay màu đỏ nó nổi quá trời. Quay video thấy nó nổi. Hộp 5 con tôm. Tôm Alaska. Đi kiếm cái đu đủ không có. Có thấy không cô, alo cái cô mới phát hiện. Kiếm không được, con ở bên Facebook. Chắc là chú không cho cô kiếm bên Zalo. Kiếm được. Duy Minh nè, có Duy Minh mà điện 4 năm cột luôn, không bắt máy cho cô cột. Nha. Cái này là đang quay video. Không quay ảnh vô anh canh anh quay biến á cô. Quay biến. Anh quay biến á, cái ly hương sáng vô cô tiện rớt cái ly hương cũng đắt. Rớt ly hương cô. Ly hương bằng đồng á. Chị có ảnh hưởng gì không cô? Không biết có ảnh hưởng gì không. Tại con hung nó làm á cô. Còn đồng chứ đâu phải cái điểm nào mà thấy thú chú đâu. Dạ. Vô anh canh quy biến mà cô điện ảnh không bắt máy luôn á, cô cười.
hồ con hả? Tại vì cô cũng hơi buồn, tại sao kỳ vậy luôn hả? Nhưng mà kêu chú Tiểu Kha, cứ chú nói để chú kêu dùm. Rồi có kiếm này kiếm không được, kiếm bên Zalo không được, cứ mở qua Facebook. Hỏi con lưu cho cô là 15 mét mà. Mình lưu bên Facebook chứ không có qua Zalo. Chậu Zalo để lát con tìm cho. Rồi con. Con phải giúp cho sư rành về công nghệ hiện đại mới được. Anh quay lên coi người sao chứ hả? Mình đứng ngang hàng mà đâu có người sao đó. Ông nó nhẹo quá. Mình đứng ngang hàng mà. Cái gì ốc tiêu? Ốc tiêu nó anh đứng trước mà anh đứng nghe hay chưa? Đâu có nói gì. Không, ý nói là má. Vậy hả? À, này cái cười nhập lấy quá mà. Trời ơi. Mít, mít kho nè. Còn cái này kho của người ta mà chị Di dám không biết. Cái này là má niêm chia ra làm đôi với con nhiều lắm. Thì là trong lòng chị Di chưa có ấy à. Chưa có chai được. Chị đi chai được. Sao vậy chị? Tại vì ở này mà phải là quyết. Anh bỏ đây luôn anh. Canh mình đổ luôn ha. Ba tô ha. Rồi tâm nhiên nhi tỉnh ra đó nha. Tỉnh chưa? Tại đó mà tại vì Nhiên khiêu hoài cho nên anh nổi nổi sân đó. Ở tỉnh hay không mà chỗ mà nhưng mà Di Minh cứ khiêu hoài luôn à. Di Minh là người khiêu không à. Thì đó nổi rồi đó. Cái chỗ mà người ta chọc mình đó. Này là thị giả của cô á. Dạ, dạ, chị biết là An An là thị giả của Phật, còn Di Minh là thị giả của cô. Dạ, nhưng mà canh con là khi mà cô. Chị nói chị tịnh đúng không? Chị nói chị tịnh mà người ta chọc chị mà chị chịu lời là lúc tất nhiên là chưa có tịnh. Nói nghe nè, nói tầm bậy. Đó. Đó là nói tầm bậy đó. Cùng người thế cận con dám nói vậy hả? Nhưng mà chị thấy không? Con giả là gì luôn á? Là chưa Phật là khi mà Phật đi tu á. Nhưng mà cái đó là tiếng gì sư cô? Con không biết. Dạ, là cái người kề cận với Phật á. Dạ, vậy là con không biết nha. 150 vị nhưng mà Phật vừa ý với mình ngày An An nè. Dạ. Tôi vậy là mình không biết không có tội đúng không sư cô? Không phải, tự nhiên xíu rồi người ta được trước. Dạ. Tôi cũng vậy. Nhưng mà cái canh ngay con kêu không à cô? Hai người này như kiếp trước là có cái khắc khẩu gì không hiểu. Phải có nhiều quỷ theo ám. À, chị coi em như là quỷ đi, em theo ám vậy mà chị. Đó, sư cô quánh anh luôn. Nói bậy. Mà chị mà không có ấy đi. Hai cái trái này mình đem mình để trên bàn thờ hay là để trên bàn. Hai người luôn với nhau thì. Thì mà ngày xưa Phật đi tu rồi biết bao nhiêu là. Em cũng không biết sao luôn. Cứ anh Minh với lại chị Nhi là cứ làm tới à. Thấy cái lòng từ bi mình để là quá độ. Đúng không? Mẹ ơi, ăn cục kẹo. Mẹ ơi, ăn cục kẹo. Dạ, con chào với cô. Ở đâu đến cô? Dạ. Dĩ An Bình Dương. Cái con tên đến từ Dĩ An, kế Thuận An. Đó là ông về đây đầy rạp luôn. Đâu có đầy rạp, nứt rạp luôn. Nứt rạp luôn. À, vô lên nè, vô ăn đi. Mình chắc là mình có về mình đi ngang. Dạ, đưa đám. Dạ. Nhưng mà mình chôn xong chưa chú? Chưa chôn luôn. Đang làm. Dạ, thầy đang làm lễ không? Trời ơi, thầy đang làm lễ là các cô chú tranh thủ qua đây luôn ha. Đó, rất là quý bà con luôn. Rồi mấy cô bữa nay tới đứng quá trời nghe mộ chú. Bữa nay là ngày rằm ha. Ngày rằm. Dạ, đó giờ mấy cô qua bên mộ của cô Hanh Kim Quệ, cô chú anh chị. Đây em cầm để gài cho sư. Để con gài cho sư nha. À, đây là những cái món ăn của sư cô Đồng Nai. Rồi giờ mình đem lên nha. Chú. Rồi.
Cúng mâm cúng nha. Em sửa, anh sửa lẹ hơn em luôn á. Ờ, anh á là hết người này tới người kia hà. Mâm cúng chứ không phải là cung. Cái mâm cúng sáng nay của cô dạy của này của anh ha. Mới sơ sức cái lử chút xíu à. Đó là này đi kiếm đi. Tại vì có vô sắc không vào sắc mẹ. Hả? Lỡ mà ta hiếu một chữ không biết cỡ nào. Không, của anh Ngọc hay anh Hoàng Nhân Tâm á, chị Thỉnh đi. Để cúng rồi sớm sớm rồi. Cúng cho chú nha. Lấy ba chùm nước ba chùm caramel. Ủa? Lấy 300 nước hả cô? Thế rồi sư ơi. Tại vì con biết cô à. Hết rồi hả? Phải có 300. Thế rồi sư ơi, sao nó trống bóc vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ủa vậy là đứa nào nó vô trường nó thắt thì con đỡ được. Trời thôi rồi. Thôi đấy, phải đánh nhà ở đây. Phải chi này, phải nhà này không? Đúng rồi. Nhà này chắc lại lấy ra đó. Rồi nó. Rồi vậy chắc nữa. Hồi nãy chắc mình để trên này chứ. Hoài luôn. Mà sao giờ còn có lỗ không à? Chắc là con chuột á, nó vô nó khét á. Đúng không vậy? Chuột chuột á. Sao mà nó lấy ra được? Đó, hết chị Nhi về giờ tới 15 mét nữa rồi đó. Nè cô chú anh chị ra một chú Vũ Linh là chị có anh Di Minh Khẹ nè. Sáng nay Di Minh và Khẹ. Khẹ hết người này tới người kia luôn. Bị chữ. Vậy là Di Minh giống hai con bên Mỹ rồi. Cái tội này nha, từ đây về sau tôi không bao giờ liên lạc với anh nữa đâu. Chết rồi. Xin lỗi cô. Tại vì qua tối giờ con có tâm sự buồn cô cho nên là con tâm sự buồn. Bận đi cuối tối hay là giờ rồi con mới hỏi bữa nay còn ở nhà không? Dạ. Chắc hết máy luôn á cô. Nhưng mà con biết cô đến đây thì con không biết rồi. Con đón hả? Biết sao là đón con là được. Cô cơ. Tại vì cô cho hay trước là cô nói cô sẽ đến đây. Cô kêu để con biểu, cô hỏi ở đây có muỗng đũa không? À, chứ không phải là cô báo động. Báo động. Không có báo động. À, ủa cái gì vậy? Một giận chứ ngàn thương. À, vậy được quá rồi. Một giận ngàn thương. Duy nhất của cô. À, cô gì là cô không có giận mình ha. Không, bữa đó là con cho là nói giận, nói cho nó nhẹ nhàng chút thôi. Nói cho nhẹ nhẹ. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận cũng là cũng vẫn là số 2 cô ơi. Chỉ có Niu mới là số 1 của cô ơi. Gọi vẫn gọi. Chứ Niu số 1 là của bà cụ. Chứ không phải là cô. Còn ba số 1 của cô là đây là một cô là đây. Còn Niu là số 2. Còn cái này là số 1. Còn số 1 là của bà cụ 80 tuổi. Cái này là số 2. Rồi, cô phân số ra. Vẫn là số 3. Số 2 đến cô. Tại vì con đó con ít cô hoạt động bên bà cụ. Không biết. Chung là mấy chị này là cũng là nhất. Vì số 1, số 2, số 3 giờ nhất. Nhất là nhất thầy kiếp á, quân chung chị thì theo cái nhất đó là con. Vui vẻ nha, gió thẳng mây bay. Dạ. Tu như cõi bá tòng hết cô, ai cũng ngóng cũng trông cũng nhìn. Trông nhìn rồi có những lời truyền lão thì người ta chạy mất.
phiền não là chạy mất. Chạy mâm cúng của sư cô mua đem đến đây cúng cho chú ngày 15, bữa nay là rằm cô chú anh chị. Đó, thì sư cô đang sắp xếp lại ha. Phù hợp với chị Nhi vậy. Giống nhau. Sư là cười tiếp nè. Bởi vì chị đằng xa đó, nhìn từ đằng xa đó, mình thương cái miền nhưng mà cô chú anh chị. Đó, bây giờ là sư bây giờ là đang hấp hương rồi tiền kết thúc clip nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.